con hổ khóc vào này. Chúng ta bật máy, cho máy chạy chạy trước rồi chúng ta mới kéo đường thóc xuống nhá. Rất là nhanh, gạo ra rất là đẹp nhé. Đây vẫn còn gạo, bây giờ tôi sẽ tách cái sử dụng. Đây, mà con xem gạo nhé. Hạt ra rất là đều và rộng này. Đây cái hạt vàng vàng này không phải là hạt thóc đâu nhé. Máy tách thóc sạch 100% nhé. Cái hạt này là lúc cuối là cái hạt gạo màu vàng đấy, chứ không phải là thóc nhé. Tấm cái sạn này, cát sạn là nó sẽ ra hết ra đây nhá. Rồi thì bây giờ tôi sẽ thử với cái nguyên liệu là vỡ ngô và sát ngô nhá. Nếu mà vỡ ngô ấy thì là bà con cái này bà con vỡ ngô chăn nuôi cho gà thì cái này bà con vặn lỏng hẳn ra này. Còn nếu sát ngô thì chúng ta lại ép nó vào để cho nó bóc sạch cái lớp màng của cái hạt ngô đi, là chúng ta có thể nấu cháo được, bóc sạch cái lớp màng bên ngoài. Thì tôi sẽ thử với vỡ xong tôi sẽ vặn dần vào để cho nó sát luôn nhé. Con xem cái ngô này. Cái đoạn sau là đã sạch hết cả cái lớp vỏ của nó rồi này. Ngô này vỡ ra sẽ rất là sạch. Cám nó sẽ tách riêng ra theo cái đường ra chấu ấy. Cái ngô này nó toàn là ngô thịt đây nhá. Thì cái này bà con có thể vừa phục vụ chăn nuôi gà thì nuôi chim bồ câu rất là tốt.